Kính chào các bạn, các anh chị đang lắng nghe chương trình Đối thoại tâm linh. Cái chủ đề của chương trình là mình nói chuyện với những cái người mà đương thời ở đấy để mình tìm ra được những cái chuyện như sau. Thứ nhất là mình tìm được là cái con đường mà hướng thượng của mình, làm sao mình có thể tiếp tục phát triển con đường tâm linh. Mà con đường tâm linh này là nằm có sẵn ngay ở trong cuộc sống của mình. Mình nghĩ rằng tâm linh là phải xuất gia, phải đi tu và lên núi. Nhưng mà thật sự ra tâm linh nó không phải như vậy. Tâm linh là cái sự đào sâu vào cái đẹp của trong người chính mình và làm sao mình phát triển cái đẹp đó. Và mỗi người ở trong một giai đoạn cuộc sống thì mình đều có cái sự trở lại để mà đào và mở rộng cái đẹp của mình ra. Con đường tâm linh này là thường thường nó gồm có ba cái yếu tố chính. Cái yếu tố chiều ngang này gọi là yếu tố hướng thiện, làm sao mình sống mà đẹp đẽ, tốt đẹp và đem mở cái tình thương của mình ra cho tới mọi người. Cái chiều mà chiều dọc đó gọi là hướng thượng, là cái chiều làm sao mình có thể chuyên chủ, mình có thể hướng vào trong tâm của mình nhưng mà hướng vào ông trời, hướng vào Phật, hướng vào ông Chúa, hướng vào Đức Mẹ, hướng vào cái chỗ mà mình gọi là cao thượng của mình. Thành con đường hướng thượng đó là con đường đó mà làm cho mình nhiều khi phải trằn trọc, nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong. Con đường hướng thượng là chiều dọc, con đường hướng thiện là cái chiều ngang, và cuối cùng là con đường xoắn trốn đó, là mình gọi là con đường mở khai cái đẹp hướng mỹ. Mỹ là cái điều mà của văn học, của nghệ thuật, của khoa học, của kỹ thuật, của tất cả ngành nghề gì đó mà nó mở ra cái trí tuệ của mình. Thành đối thoại tâm linh lúc nào là mình cũng chú trọng tới những cái chiều hướng phát triển đó trong mỗi người mà mình đối thoại. Ngày hôm nay thầy rất là hân hạnh được mời gọi là O cho thân mật, O Bùi Bích Hà. O Bùi Bích Hà sinh năm 1938. O là sinh tại Gia Hội, là một cái nơi rất đẹp. Thường thường mình hay nghe tới Vĩ Dạ, Gia Hội, Văn Xã vân vân, thì Gia Hội là một cái chỗ rất là đẹp ở Huế. Thì O tốt nghiệp đại học sư phạm ở Huế trong cái bang Pháp Văn, cho nên O nói tiếng Tây rất là rành. Sau đó thì O dạy học ở Đà Nẵng, ở Sài Gòn. Đến năm 1986 thì O định cư ở Laguna Hill gần đấy và trong Cuồng Cam, và bây giờ thì tiếp tục là con đường là viết lách của O. Thì O công tác với Báo Người Việt trong một thời gian khá dài, rất là được cái cộng đồng Việt Nam mình ở vùng này đó và của Mỹ đó là thường hay nhắc tới, vì có rất nhiều bài báo, rất nhiều điều ở Việt đó nó xúc chạm tới cái tâm của con người mình sống ở hải ngoại này, và rất nhiều người đó là nhìn tới ở để mà tìm được những cái sự hướng dẫn và những cái chỉ dẫn rất là quan trọng ở cuộc sống. Cho nên có thể nói ở trở thành một người rất là thành danh trong cái cộng đồng Việt Nam ở đây. Nhưng mà ở là một cái người đó mà có một cái điều rất là đặc biệt là họ sống ở cái thời hồi đệ nhất Cộng hòa, đệ nhì Cộng hòa, và rồi sống trong thời xã hội chủ nghĩa, và họ lại bây giờ sống ở trong nước Mỹ, sống trong thời đại của ông Donald Trump. Có một cái lịch sử rất dài, có nhiều cái để họ có thể chia sẻ với chúng ta trong cuộc sống đây. Thì mục đích ngày hôm nay là chúng ta làm sao mà chúng ta có thể hiểu được cái mức độ tâm linh và làm sao mà ó sống phát triển tâm linh như thế nào đó đó. Đó là cái chủ đề ngày hôm nay, mà hy vọng là các bác ở ngoài đó, nếu các bác là học trò của ó, vì ó đã dạng và dạy rất nhiều trường học, thành ra mình hãy lắng nghe những cái lời mà vàng ngọc của ó. Xin ó cho biết sơ sơ là ó dạy những cái trường nào hồi xưa hả? Vâng, thưa chế để xin phép thầy được giới thiệu. Gửi lời chào đến thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi Tôi được xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình nói chuyện tâm linh của thầy hàng trưa ngày hôm nay. Dạ. Nhưng mà hồi xưa ở dạy ở đâu ạ? Dạ thưa, cái trường đầu tiên chúng tôi dạy thưa thầy là Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Chu Trinh Đà Nẵng. Dạ. Ở dạy môn Phật văn phải không? Dạ thưa đúng. Bây giờ ông còn nhớ tiếng Tây không? Dạ Comment nhớ chút chút. Vous? Je vais bien. Giỏi quá sức. Bây giờ mình muốn hỏi O là cái quá trình mà O từ lúc mà đi dạy đó, mà đi ra nhà văn là nó có cái sự chuyển biến gì mà mình thay đổi như vậy? Có phải là O dạy liên tục hay sao, hay là O việc văn lúc nào? Thưa thầy, nếu mà nói là cái nghề đi dạy thì đúng là cái nghề. Từ khi trưởng thành cho đến khi đất nước chúng ta rơi vào tay của Cộng sản, chúng tôi vẫn còn tiếp tục đi dạy một thời gian nữa, tức là từ 75 đến năm 82, tức là dạy thêm 7 năm nữa dưới chế độ mới. Sau đó thì có giấy bảo lãnh của ông anh ruột đi đoàn tụ gia đình, thành ra thưa thầy chương trình đó chúng tôi mới phải rời nhà tức trường. Là dạy Pháp văn.
Yeah. Nhưng mà o giải phạm văn và o trở thành cái nhà văn đó, viết cái về cái đề tài hai cái đó nó đâu có dính nhau đâu. Thưa thầy, có lẽ là nói là lúc nào thì xong cái này đến cái kia thì chắc không phải như vậy. Uh-huh. Tức là tất cả cái gì chúng tôi viết ra sau này đều có ở bên trong mình hết. Cái hứng khởi nào? Dạ. Cái hứng khởi nào mà o viết và viết như thế nào? Thưa, nó là một cái hoàn cảnh mới, thành ra nó có những cái mà những cái cảm xúc mới. Nhưng mà lúc nào có cảm xúc, có dạ, những người đang ba họ không bao giờ họ viết cả. Dạ, qua đến đây, bắt đầu đến đây thì cái cuốn sách đầu tiên chúng tôi viết, thưa thầy, ngay những năm đầu tiên ở đây đó, là đã viết cuốn sách đầu tiên rồi. Nhưng mà cái đó là cái mà thầy muốn biết nhất là dạ. O làm sao mà O lại muốn đặt bút xuống viết, tại sao O không làm cái chuyện gì khác hơn? Thưa thầy... Nó có cái gì mà xúc chạm O phải viết? Chắc là nó có cái nghiệp. Nghiệp chi rửa. Lúc mà lúc chúng tôi còn bé thì thầy cứ nghe nói là nghề nghiệp thì mình cứ nghĩ là chắc là người ta nói cho nó xuôi cái câu nói thôi, những chuyện là đi chợ đi búa hay là làm lụng. Nhưng mà thưa thầy, lớn khôn rồi chúng tôi hiểu là cái nghề nó đi với cái nghiệp. Tức là đã có một cái ý của đấng trên cao hoặc là số phận cái gì mình không biết cái được. Nhưng mà bài đầu tiên mà O viết là bài nào, bài văn đầu tiên? Dạ, thưa, bài văn đầu tiên chắc không nhớ rồi, thưa thầy. Đã xưa quá. Dạ, không nhớ rồi. Nhưng mà hồi nhỏ đã biết rồi. Dạ, thưa, từ năm 15, 16 tuổi đã bắt đầu viết. Rồi cái chuyện đầu tiên cũng đã được giải thưởng của cái tuần báo thẩm mỹ rồi. À. Dạ, thưa, hồi đó là nhà văn Thanh Nam với lại nhà văn Tu Kiều Ngân là chủ bút và tổng thư ký của tuần báo thẩm mỹ đó. Bộ thẩm mỹ. Dạ, chúng tôi viết cái bài chuyện vớ vẩn gì đó rồi thì bạn bè thấy viết thì gửi đi. Gửi đi thì dự thi thì thưa thầy cái bài cái báo thẩm mỹ đó là năm nào xuất bản? Thưa, chắc năm 1952, 53 gì. Chào ơi, thưa các bạn, anh chị, thầy chưa có đẻ ra các bạn ơi. 13, 14 tuổi, dạ vâng. Yeah. Dạ. Thưa, xong rồi đến khi mà trong tòa soạn họ đem phần thưởng ra thì hai ông nhà văn đem ra thì đến nhà thì xin gặp. Thì thân phụ chúng tôi thay áo dài, đội khăn xếp ra ngồi tràng kỷ tiếp khách. Xong rồi nhận cái phần thưởng của con xong rồi thì cho chúng tôi ra chào. Xong rồi hai vị đã đi về thì bố tôi nói là: này con, viết lách lăng nhăng như thế là đủ rồi nhé. Bây giờ phải đi học. Và cái người đàn bà mà muốn có phẩm giá thì phải có một cái nghề nghiệp. Phải đi học để có cái tự túc về kinh tế, không có viết nữa nha con. Thì bố tôi dặn như vậy. Nhưng mà thưa thầy, trong bóng tối mình vẫn viết. Nhưng mà không có dám gửi bài đi nữa. Rồi viết xong rồi bỏ hay bạn bè đọc thì nó lãng đãng đâu đó hết. Xong thưa thầy, sau đó rồi ra trường rồi lập gia đình. Thì hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Cho nên thưa thầy không có viết lách gì nữa hết, chỉ lo nuôi con. Đồng đồng cho biết một cái chuyện rất là lý thú, thưa các bác. Biên nếu mình không nói về cái tuổi tác mà không nói về cái số mạng tử vi, nó nói ra một cái chuyện rất là hay là cái xu hướng mà của O Bùi Bích Hà đó, là cái xu hướng mà sáng tạo mà từ nhỏ, tức là nó phải có một cái chuyện rất là hay, đặc biệt đó là O đi vào trong cái tâm trí, chứ không phải là tâm linh, cái tâm trí mình gọi là mental, chứ không phải là spiritual, là O diễn đạt những cái chuyện, cái nhìn cái gì thấy ra thành cái ngôn ngữ Việt. Thì cái chuyện đó nó cũng là một cái mà mình phải tin rằng nó rất là quan trọng cuộc sống. Tại vì nếu mà mình không diễn đạt được chính mình, không nói cho mình biết cái tư tưởng cho rõ ràng, thưa các bác đó, là không ai hiểu mình được. Cho nên có lẽ đó là một cái động năng mà rất là quan trọng để đưa tới những cái tâm linh về sau, là cái sự diễn đạt rõ ràng mình là ai. Nhưng mà O có cảm thấy là lúc đó đó, nhưng mà các bạn nghe câu chuyện hay là ông bố ông không có appreciate, bây giờ mình gọi là appreciate, ông không có cảm kích, ông không thấy cái đó là quan trọng nữa. Và bây giờ đó thì là đa số là người Mỹ mình học, là học trò học, lúc nào mình cũng biên, mình cũng nói, mình cũng giải thích. Và bây giờ nếu mà các bạn mà có cái phone chơi Viber, Skype hay là Line hay là mấy cái đó không? Có. Thưa thầy, không. Không. Còn bây giờ mình có cái Viber đó các bạn, mình có mấy cái mình gọi là mấy cái, cái thông tin đó, thì mình diễn đạt cái lòng mình máu lắm, mình làm một cái sticker, mình dán cái, gửi cái sticker đi là người ta biết liền. Dạ, thưa đúng. Nhưng mà thời đó thì là gần như là rất là khó để mà không có. Biểu đạt được cái lòng của mình. Mà khó như vậy, nhưng mà O đặc biệt vô cùng là O viết ra cho người ta hiểu cái lòng của mình. Cái đó là một cái chắc cái... viết là một cái giải tỏa cho mình. Rõ còn ra, có đi vào lòng ai không thì thưa thầy, cái đó mình không biết được. Hoàn toàn không biết được. Nhưng mà O diễn đạt ra được, cái đó là có đâu phải chuyện bình thường đâu. Bây giờ là dễ hơn, nhưng mà thời đó là ai mà làm được chuyện như vậy? Thưa thầy, sau này đi học lên lớp
chuyên về tiếng Pháp, đại học sư phạm đó, thì có một câu nói thầy nó cho thấy là cái đó là một cái fact rất là bình thường, là Paulo có nói câu nói là cái gì mà mình hiểu rõ thì mình diễn đạt được. Cái gì mình hiểu rõ là mình nói được. Thành ra có lẽ là vì mình thấu đáo một cái vấn đề gì đó, thành ra mình diễn tả dễ dàng. Không biết có phải vậy không thưa thầy? Hay là tại vì có cư môn, cư mạng? Người ta hiểu nhưng mà, hiểu thì hiểu nhưng mà người ta hiểu nhưng mà người ta có muốn nói ra như thế nào không là chuyện khác. Có những người họ hiểu nhưng mà họ không diễn đạt ra được, nhưng mà họ rất là đặc biệt là cái năng khiếu trời cho không thưa thầy? Cái năng khiếu, cũng là một cái năng khiếu. Thầy có rất nhiều người diễn đạt rất là hay nhưng mà họ là không chịu làm xuống, biên xuống, viết xuống hay là nói ra. Bây giờ đó, cái khả năng đó, nó rất hay là nhờ có nhiều đứa học trò, nhiều đứa trẻ bây giờ lên YouTube, nó nói trong YouTube, nó diễn đạt trong YouTube, nó làm lung tung là dễ dàng, và dễ dàng hơn. Nhưng mà cái thời đó, đó là mà o việc ra được là bây giờ giống như bây giờ đó là sự biểu đạt đó rất là hay, rất là khó, không phải dễ. Thời của thầy thôi mà thầy đâu có làm đâu. Chắc thầy còn nhiều việc khác phải làm hơn. Đúng rồi. Nhưng mà đó là một cái này mà thầy nghĩ rằng đó là một cái điểm rất là hay trong cuộc đời của o, là o diễn đạt được những cái tư tưởng, những cái chuyện mà trong lòng mình mà mình muốn giải tỏa mà người ta không có nghe được. Bây giờ câu thứ hai thầy muốn hỏi o. Trong thời đó có ai thông cảm với o không? Chắc là bạn bè thưa thầy, chắc cũng còn thơ ấu hết. Chỉ nói là làm luận được thầy giáo khen, cô giáo khen. Đương nhiên là đó. Là vậy thôi chứ còn không. Nhưng mà rồi sau khi mà sau khi mà o đi vào trong, qua bên Mỹ rồi, đi vào trong cái lĩnh vực mà viết đó, thì có người nào thông cảm? Dạ có, độc giả có thưa thầy. Độc giả có biến xuống, khen ngợi. Thưa thầy, đúng là bởi vì có những cái bài mình viết thì một số người này thưởng thức, một bài khác thì một số người khác thưởng thức. Cho nên chúng tôi hiểu rằng là cái tâm cảm nó không đi vào tất cả những cõi lòng của mọi người, mà tùy theo cái đề tài cũng như tùy theo cách diễn đạt, tùy theo cái người ta đi tìm cái gì, và cái đó đáp ứng được thì người ta khen. Còn nếu không thì thưa thầy chắc họ cũng chỉ đọc vậy thôi chứ cũng không có đánh giá cái viết của mình. Nhưng mà nhưng mà họ feel resonate, họ cảm nhận rằng cái đó là cái điều mà giống như họ muốn nói mà bây giờ ông nói giùm cho. Thưa thầy đúng, rất đúng ạ, mình nói dùng cho họ. Mình dùng cho họ. Dạ. Như vậy thì o rất là hay, o hiểu được cái tâm lý của mọi người và diễn đạt được cái chuyện của mình. Bây giờ như vậy thì o nghĩ như thế nào khi mà o việc như vậy? Có lúc nào o việc trong lúc mà tĩnh lặng, hay là o việc lúc nào? O việc trong lúc mà ồn ào, lúc tĩnh lặng, hay là thưa thầy bắt buộc phải lúc tĩnh lặng. Nghĩ mà, thì lúc nào cũng nghĩ được, nhưng mà viết thì phải cần sự nhưng mà tĩnh lặng. Khi cái chuyện xảy ra là o nhìn, o quan sát, rồi o về, o việc, hay là o nhìn, o quan sát, o biến xuống, o làm sao mà o phát triển cái làm sao mà o đưa tới cái chuyện là cầm viết. Thưa thầy, phần nhiều là mình ghi nhớ thôi, rồi về viết lại. Chứ mình không có take note, bởi vì nhiều khi cũng không có tiện làm cái việc đó. Thành ra quan sát xong mình ghi nhớ rồi về viết lại. Cái đó là cái quá trình đó xảy ra. Thành ra cái khả năng của mọi người kể chuyện. Kể chuyện mình khoảng cái thời đoạn đó là lúc nào? Sau 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi, 50 tuổi, lúc nào? Thế thầy rất là sớm. Sớm. Dạ, nhưng mà không viết ra giấy thôi. Nhưng mà mình ghi nhớ ở trong đầu mình những cái điều gì mình đã ghi nhận vào thời nào đó, nó vẫn còn đâu đó. Thì sau này thưa thầy mình dùng làm tư liệu cho những cái bài mình viết sau này. Những cái ví dụ mình đã trải qua trong quá khứ hay mình từng chứng kiến thành những cái bài học. Mình ghi nhớ. Thầy xin lỗi, thầy chưa có đọc cái bài văn nào của O cả. Dạ. O bị chuyện tình không? Thế thầy có chứ. Rồi. Dạ. Nhưng mà chắc thầy đọc cái bài Địa Tạng Xám rồi phải không ạ? Cái bài đấy biết là bị inspire từ cái cuốn sách Địa Tạng Xám của thầy. Dạ. Theo như O thì cái chuyện tình đó nó đưa tới một cái tư tưởng gì về cái tình người của con người của mình? Ô cảm thấy là cái gì? Thế thầy, ngay cả những cái chuyện tình thì chúng tôi cũng viết căn cứ trên những cái sự kiện có thật, trên những câu chuyện có thật, nhưng mà mình đổi cái phương danh của các nhân vật chính đi, mình đổi một vài cái chi tiết đi để thành ra cái câu chuyện ai đọc cũng được. Nhưng mà thật ra thưa thầy, chúng tôi không có cái khả năng mà sáng tạo, không có những cái nhân vật mà mình tưởng tượng để mình viết ra. À vậy ạ? Dạ, mà đó là những nhân vật có thật ở ngoài đời. Chuyện thật, việc thật. Rồi mình viết, mình modify đi chút xíu, thành ra một câu chuyện. Cho nên là những cái chuyện chúng tôi viết là nhiều là nó dễ đi vào lòng người, là bởi vì nó là cái chuyện ngoài đời thường có thật rồi. Có thiệt rồi. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái khả năng của một nhà văn. O còn nghĩ rằng là khi mà o làm như vậy đó thì o mở ra nhiều cái gút thắt trong tâm tình của người không? Dạ thưa chắc cho chính mình luôn. Dạ. Dạ cho chính mình luôn. O có cái gút thắt nào?
Thưa thầy cũng có nhiều cái có nhiều chứ thưa thầy. Ừ, kể ra, kể ra. Mỗi một cái cảnh đời sống là nó là một cái nút thắt. Vâng. Yeah. Dạ, thành ra là mình cái gì mình mở được thì mình mở. Cái gì mình mở không được mình đợi lúc nào mà nó có cái duyên. Khán giả đang nghe thầy đang đòi o đang đang cào ra cào đất lôi ra cái chuyện. Thì như vậy thì nó o còn nghĩ là cái chuyện tình duyên này nó là một cái chuyện làm cho mình mệt mỏi không, hay là chuyện quả hay quả đẹp hay là sao? Thưa, quan điểm o về tình duyên. Dạ. Thưa, quan điểm chúng tôi về tình duyên thì lẽ ra tình duyên nó phải rất đẹp. Là bởi vì nó là sự kết hợp của hai con người hiểu nhau về tâm hồn và đôi khi phù hợp với nhau cả những vấn đề về về thể xác, ăn uống, thưởng thức những thú vui, hay là có những cái chia sẻ mà mình nghĩ là mình chỉ có thể chia sẻ được với nhau thôi, thì đó là lý tưởng. Nhưng mà thưa thầy, nhiều khi nó không có được như vậy. Và nếu mà ta quan niệm rằng tình yêu là một cái gì mà mình đi tìm cái nửa kia của mình đó, mà nếu mà thực sự mà mình nghĩ là cái nửa kia nó không có được hoàn hảo, thì thưa thầy, chẳng hạn như mình mua cái bàn về mà cái nền nhà nó không thẳng, mình phải kê cho nó bằng. Chứ nếu mà mình quăng cái bàn này đi, mình kiếm cái khác về, thưa thầy, chưa chắc nó đã vững. Thành ra nếu mà người ta đừng vội vàng, người ta bằng lòng với lại cái nhân duyên ban đầu, bởi vì có duyên mới gặp nhau, nếu không có duyên thì không gặp được nhau. Thì bằng lòng với cái duyên đó và chúng ta, như thầy nói, đào sâu bới kỹ và kê cho nó bằng, thì chắc chắn là tất cả cái cuộc nhân duyên như thế gian này đều đẹp hết. Mà không những là hai người trong cuộc, mà cha mẹ hai bên, con cái đều được hưởng cái sự bình yên đó. Mà chỉ có trong bình yên nó mới có thể nó phát triển được hoa trái. Còn nếu không bình yên thì không bao giờ có hoa trái hết. Như vậy là cái xu hướng của O là muốn viết làm sao để cho người ta hòa hợp. Đúng rồi, dạ. Người ta thấy rằng là cái khả năng sẵn có ở trong bất cứ một hôn nhân nào. Tức là cái chuyện tình mà O kể lúc nào là cũng tới cái chỗ là nó sẽ tới cái chỗ giải quyết được. Thưa thầy, không. Những chuyện chúng tôi viết thì không phải như vậy, bởi vì nó không phải do mình viết ra. Mà nó là cái câu chuyện thật ở ngoài đời. Thành ra có những cái ngang trái. O có suggest, O có cho biết là cái chuyện đó nó tới chỗ nào không? Để tức là có cách gì để giải quyết không? Thưa thầy, không có suggest, nhưng mà mình biết có những cái hint để cho mọi người nghĩ là nếu mà mình đi cái hướng này thì có lẽ nó tốt hơn. Còn bây giờ nó đã lỡ rồi, đến đó nó hỏng rồi, nó vỡ rồi. Chứ không có, mình gọi là alternative ending. Dạ, thì thường thường không có happy ending. Không happy nữa. Dạ. Đó là thực tế ở ngoài đời. Nhưng mà lẽ ra là phải có happy ending. Bởi vì con người sinh ra, kinh thánh của bên đạo Công giáo cũng nói là mình là phải đi tìm hạnh phúc. Và bên Phật giáo cũng vậy, mình phải đi tìm cái sự an vui. Cho nên là cái mình, nếu mà mình đừng buông thả những cái mục đích đó, thế thì mình sẽ đạt đến được. Bên nhà Phật thì là nói cái duyên về cái nghiệp á, hay là cái duyên về cái nợ, hai cái nó khác nhau. Như cái duyên đó là cái bàn nó cái duyên để gặp nhau, cái duyên gặp nhau rồi, nhưng mà xong rồi đó là mình gọi là duyên nữa, là bởi vì những cái chuyện mình làm ra thì hai bên này, cái bàn này, thì phải bỏ cái kê bên này, nhưng mà cái người kia, người này bỏ vô thì người kia họ lấy ra, thì nó là lập ra hoài. Nên đó là phải làm sao phải kiên nhẫn, có cái sự hài hòa, có cái mà để cho mình thấy được là mình sống, là mình có một cái mục đích chung với nhau đó. Thành ra cái cách mà mình suy nghĩ là hai kẻ này gặp nhau như vậy rồi đi lên với nhau. Nhưng mà nếu mà gặp nhau rồi mà họ không đi hưởng thường lấy với nhau, thì gặp nhau rồi thì họ bắt đầu đánh lộn nhau, thì là ba cái kê đi tôi lấy ra rồi. Thế thầy, duyên á, thì duyên thì hưởng mà nợ thì phải trả. Nợ thì là nhiều chứ khi nếu mà nợ mà mình bỏ trốn nợ mình chạy thì chắc là cũng không phải là cái là con được, đường đúng nhất. Kiếp sau tìm nữa. nhưng mà bây giờ thầy bắt đầu hiểu một chút xíu. Thì thưa các bạn đó, mình còn một phút để mình gút lại cái câu chuyện này. Thì thưa các bạn đó, là Bùi Bích Hà là một cái nhân vật cũng độc đáo trong cái quãng đời cuộc sống mà người Việt chúng ta ở đấy đó, có lẽ là mình bắt đầu suy nghĩ là có những người mà mình sống quá một cái thời gian và quá nhiều cái kinh nghiệm sống và thấy được nhiều cái chuyện mà do thấy đó mà cái tâm linh của mình hay là cái nhìn của mình nó sáng suốt. Cái điều đầu tiên mà thầy cần nói với các bạn nghe là cái khả năng mà diễn đạt, một người phụ nữ mà có khả năng diễn đạt được cái chuyện trong lòng của mình ra cho người khác thấy qua cái ngoài bút. Và bây giờ thầy đang đi vô trong một chuyện là diễn đạt cái tâm tình như thế nào đó. Đó là cái chuyện rất là rắc rối, khó khăn mà nhiều khi đó mình không thể nào mà thấy rõ được. Nhưng mà đó là cái điều mà mình gọi là cái độc đáo của O Bùi Bích Hà. Gọi là O tức là cô đó. Là bởi vì O viết được
nói được, diễn đạt được, tôn trọng một câu chuyện nhưng không có sửa đổi, để mà thấy được đây là cái cuộc đời, cuộc sống như thế nào. Mà đó gần như là một cái quan trọng nhất của cái tâm linh, là cái sự nhận diện được và mở ra được sự sáng tạo trong con người của mình. Xin các bạn trở lại chương trình sau khi mà mình nghỉ chút xíu. Cảm ơn các bạn đã trở lại với cái chương trình đối thoại tâm linh. Thì trước khi thầy vào, thầy xin mời các bạn đi, và các bạn mình gọi là mình nhớ tới cái ngày đó, save the day. Thì cái ngày đó là ngày 8 tháng 7 năm 2017, ngày thứ bảy, thì thầy có một cái chương trình đó, gọi là thiền định cho tôn giáo hài hòa. Thì trong chương trình thiền định này đó, thì mình có cái thiền định của đạo Phật, mình gọi là cái thiền trà. Mình ngồi uống trà, nhưng thật sự đó là một cách mà thiền. Xong rồi mình có những người của cái đạo Hồi giáo đó, mà gọi là cái nhóm Ahmadiyya Muslim đó, những người Hồi giáo rất là thích hòa bình đó, họ cũng ngồi với mình. Mình có cái nhóm người Công giáo là do Đức cha Alexei Smith đó, thì Ngài cũng sẽ tới và Ngài cũng có hướng dẫn một cái kiểu thiền của Ngài. Và cuối cùng cả là mình có ông Philip Clayton, ông là một giáo sư thạc sĩ mà chuyên về cái tôn giáo, và chuyên về không những là tôn giáo bên Đông, tôn giáo bên phía Tây, tức là Đông Tây, mà còn đặc biệt là nói về cái tuyên lành và nói một cái phương pháp tu hành rất đặc biệt, mình gọi là Centering Prayer. Thế nên mình muốn mời tất cả các bác, các anh chị cùng tới tham gia, nhất là nếu mà các bạn hiểu tiếng Anh thì rất là thích thú, vì đây là cái lần đầu tiên này mình muốn cho tất cả bốn cái tôn giáo chính đó, thật sự là ba cái tôn giáo, nhưng mà vì là Tin Lành và Công giáo là hai cái hơi khác biệt đó, có thể mình ngồi tới và mình có thể hiểu biết được cái sự tu hành mà thiền định tâm linh. Và mình sẽ có cái phần gọi là cúng dường trai tăng trong ngày hôm đó, và mình không những mình có cả chư tăng Việt Nam mình sẽ mời, mà mình sẽ mời có những người mà chư tăng của Sri Lanka, Thái, Lào, Campuchia, Bangladesh, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì mình mong rằng là các bạn anh chị cũng có một cái giờ và có thể tới cúng dường trái tăng, hoặc là đi tới coi thì cúng dường trái tăng, và nhất là mình tới để mà tham dự và ủng hộ cho cái quan niệm rằng là tôn giáo vốn hài hòa, cái tâm linh thì vốn là một chứ không phải là hai. Thế nên mình hy vọng là các bạn anh chị là bỏ cái thời gian ra ngày 8 tháng 7 2017, rất là dễ nhớ, và là bắt đầu từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Ở chỗ nào? Ở Long Beach Convention Center. Long Beach Convention Center là một cái tung lưu rất lớn. Các bạn có thể lên trên website thầyhangtruong.com để các bạn có thể đi vào trong đó để bạn tìm ra được cái nhiều cái chi tiết hơn. Rồi, bây giờ mình trở lại với Bùi Bích Hà. Thì Bùi Bích Hà là một cái nhân vật rất là độc đáo, bởi vì không những là đã sống cũng khá lâu, trường thọ, mà lại có một cái sự sáng tạo, và cái sự sáng tạo này không ngừng. Cái sự sáng tạo là một dấu hiệu tâm linh rất là cao. Tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là tâm linh là cái chuyện là mình nhắm mắt lại, mình cầu niệm Phật. Thật sự là tâm linh là một cái sự không ngừng khai mở và không ngừng tiến hóa. Hai cái chuyện đó là cái dấu hiệu đặc biệt của tâm linh. Thứ nhất là không ngừng tiến hóa, tức là mình improve, mình cải thiện. Thứ nhì là không ngừng khai mở ra đó, thì đó là gọi là sáng tạo. Cho nên mình đang đừng nhìn cái câu chuyện của một người phụ nữ rất đặc biệt, không phải là một người, lần trước thầy có phỏng vấn Bạc Trưng là một người nam, cũng trong một thời đại gần gần đó. Bây giờ là mình phỏng vấn một người phụ nữ mà trải qua nhiều thời đại, và không những thành công về cái mặt nuôi con cái, mà còn thành công về cái mặt sáng tạo và ảnh hưởng tới cái cộng đồng của mình nữa. Và hôm nay thì là cái phần đầu tiên thầy nói là cái sáng tạo đó là đi vô trong chuyện viết lách, và thầy đã hỏi tới cái chuyện tình duyên nó lúng túng cả. Nhưng bây giờ đó, cái vấn đề quay ngược lại đó, theo như thầy trong cái tuổi của bây giờ, sinh năm 1938, bây giờ là 79 tuổi đó, mà thầy vẫn trẻ. Theo như thầy đó, là cái chuyện gì là chuyện quan trọng nhất của cái tuổi, của cái thời mà sau 70 của
Cái gì là quan trọng nhất để mà tôi khán giả đây họ mà ở trong một thời đại đó họ biết? Thật ra thì ngoài cái tuổi thơ là cái tuổi hồn nhiên á, đến cái tuổi bắt đầu biết suy nghĩ thì thưa thầy chắc là cái sự bình an là cái điều quan trọng nhất. Tại sao bình an là quan trọng nhất? Thưa, tại vì mình có bình an là như cái tách nước mà nó lắng á, nó lắng cạn á, thì mình có cái sự tỉnh thức, cái sự trong sáng nó dễ hơn là mình cứ quấy mù nó lên là mình không thấy đâu con đường nào mà đi hết á. Nhưng mà cái ly nước mà nó không có bung thì mình cứ quậy tháo qua quậy thế nào cũng vậy thôi. Dạ không, mình phải không quấy, mình phải để cho nó lắng. Để cho mình thấy cái mình soi bóng mình được vào cái ly, cái tách trà đó, cái ly nước đó, thì mình sẽ thấy cái bản lai diện mục của mình. Ôi chà, mình đi dễ hơn. Ô, nói cái bài hay à. Dạ. Thầy quậy nước lên, thầy nhìn cái gương thôi. Thầy có những người mà, họ thích mà, quậy lên, bởi vì họ quậy lên bởi vì cái tâm họ động. Nhưng mà ó nghĩ rằng là cái bình an là cái chuyện quan trọng nhất. Dạ, quan trọng nhất. Ó không nghĩ rằng cái sáng tạo là chuyện quan trọng như bình an hay sao? Thế thầy, trong cái sự bình an nó có những cái ý tưởng, nó có những cái quyết định sáng suốt. Như nãy có thưa với thầy đó. Nhưng mà, thầy sẽ viết cũng là một cái chọn lựa trong cái sự tỉnh thức. Bởi vì nếu mà mình viết mà mình không tỉnh thức thì chắc mình cũng viết lung tung. Thành ra cái đó thay vì nó giải Bạch, tỏa cho Lý mình. Lý Bạch là cái người mà lúc nào say cả, mà việc thơ lọc nào hay cả. Cái đó để mà phản bác. Dạ. Thôi giống chi. Dạ. Vui thôi. Nhưng mà ó nghĩ rằng trong cái thời đại mà những người nào mà trên 70 tuổi đó thì họ nên làm cái gì? Ó nói sự bình an là quan trọng nhất. Nhưng mà có nhiều người họ vẫn đi cruise, họ đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, làm đủ thứ. Thì ông nghĩ là cái bình an đó nó phải định nghĩa như thế nào? Thế thầy, đi chơi hay là đi cruise hay là đi bất cứ bằng phương tiện nào, miễn là cái tâm mình nó vui, nó an. Mà vui không phải, dạ. Mà vui vì an dạ, là vui khác với nhau, an. Giống, thế giống thầy, nhau. Thế thầy, có an thì mới vui. Mà có vui rồi thì mình cảm thấy sự bình an nó đến với mình dễ dàng lắm. Vui xong rồi để buông. Dạ không, vui vui rồi ngày mai nó lại vui nữa. Mình lúc nào cũng giữ cho cái tâm trí của mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Thì thưa thầy, chắc là mình có thể mình sống được một cách bình an. Nhất là tuổi già lại càng cần sự bình an hơn nữa. Và thưa thầy, bây giờ đến cái tuổi già rồi, nếu mà mình không có được cái duyên may để mà biết đến cái sự bình an đó, thì cái đó là cả một cái mình phải cố gắng. Vì mình biết là cái sự bình an nó đâu đó nó có, chỉ là mình không có bắt được nó, không có đến gần nó được, và không có nắm được nó. Thành ra cái bình an ở trong cái tâm của mình chứ không đâu xa cả. Nhưng mà nếu mà mình bớt được những cái sân si, bớt được những cái thất tình lục dục, thưa thầy, thì cái sự bình an nó hiện ra rất là rõ. Ngay như cái hành động bớt đó là cũng là hiếm có rồi. Dạ. Cái hành động bớt. Nhưng mà thầy curious, thầy tò mò như thế này nè. Nếu mà một cái người như ó là có sự sáng tạo, ó viết này nó đủ thứ cả, thì nhiều khi ó phải viết những cái thứ gì đó mà nó cái hiện trạng cuộc sống thì nó đâu có bình an đâu. Chứ ó phải viết về những thầy cái chuyện thầy là câu hỏi rất là hay. Thưa thầy, bây giờ thực sự mà nếu nói là viết những cái gì mà trong cái tâm của tôi mà sở nguyện và sở cầu thì không phải. Bởi vì tôi đuổi theo những nỗi khổ của con người. Thành như mình muốn nghe cái lắng nghe cũng như để chia sẻ cái nỗi khổ đó và mình giúp cho có một cái nhìn nó sáng hơn. Bởi vì người trong cuộc bao giờ cũng tối tăm hết á. Mình đứng ngoài mình dễ thấy lắm. Thành ra thưa thầy, khi mà mình lắng nghe tâm sự của một người nào rồi đó, thì mình dễ có một cái như vậy. Như vậy câu hỏi của thầy đặt ngược lại cho ó nè. Dạ. Như vậy thì ó vừa nói xong là để cho nó có cái thấy nó sáng hơn đó. Thầy tin rằng là cái sự sáng hơn đó là bình an, thì ó nghĩ có đúng không? Hay là... Dạ thưa đúng. Bởi trong cái bình an mới thấy cái sáng, chứ nếu không thì... Không, tức là cái thấy sáng đó là bình an, chứ không phải là có một cái bình an nào khác hơn cả. Quan niệm của thầy dạ, như vậy có đúng không? Thưa thầy đúng. Dạ, cái sáng là cái bình an đó. Dạ. Thì như vậy thì doesn't matter. Thì làm cái gì cũng được cả, miễn là sáng thôi. Dạ, nhưng mà sáng thì không có dễ phải không ạ? Không, thế nên đó. Cái chuyện mà có lẽ là bình an của ó đó là cái chuyện mà nó rất là độc đáo, là bởi vì ó phải đi nhìn những cái cuộc đời, những cuộc sống, cái thăng trầm của mọi chuyện. Dạ. Nhưng mà khi mà ó mà thấy sáng rồi thì tự nhiên đó, là ở thấy cái đó là cái bản tánh như nhiên của vạn sự. Dạ. Chứ không phải là mình đi tìm một cái chỗ nào là dạ, bình an. Dạ, thưa thầy đúng. Ok. Dạ. Dạ, thấy cái bản tánh như nhiên của mọi sự là rất đúng thưa thầy. Nhiều như vậy. Dạ. Thì tôi sinh ra cái chuyện mình đi cruise, mình đi chơi, mình lên đèo, mình xuống núi, mình dạ, làm tất cả mọi chuyện đó. Đúng rồi. Là doesn't matter. Nhưng mà nếu mình không thấy được cái sáng, không thấy được chính mình đó, thì là nó lạc lõng. Cũng là cái sự dạ, mù mờ. Dạ, dối rắm. Dạ. Nó không phải là cái an mà là sự mù mờ. Mình nói như vậy tức là cái sáng đó phải là cái sáng mình thấy được cái chân lý, phải không?
Thưa thầy, chân lý thì mình không chắc là mình đã tìm thấy chân lý, nhưng mà ít nhất là thấy thêm cái gì đó nó rõ ràng cho mình, tránh Thì được rõ cái ràng là tình cái gì trạng nó rõ mù ràng tức là chân lý rồi. mờ. Bây giờ thí dụ như là bây giờ ông kể một câu chuyện, nhưng mà ông kể câu chuyện gì để mà chứng minh rằng là cái sáng đấy. Thưa thầy, ví dụ như là các chị mà có gia đình không hạnh phúc Rồi. á, thì đến thì cái việc đầu tiên là tại vì khổ quá, không hạnh phúc, thì bây giờ mình cắt cái cuộc hôn nhân đó đi. Nhưng mà mình thấy rõ là, thưa thầy, cắt đi cuộc hôn nhân không phải là giải pháp, bởi vì nó sẽ đẻ ra một cái đau mới mà mình chưa biết. Thành ra là mình làm sao để mình cũng như cái nhà nó dột, thưa thầy, mình tìm cái chỗ dột để mình lấp cái chỗ dột đó đi. Còn nếu bây giờ mình phá cái nhà ra rồi thì, thưa thầy, đôi khi mình xây lại không được cái nhà và mình mất cái nơi mình đang ở, mình đẻ ra những vấn đề mới. Thành ra cái đó là một cái chúng tôi thiết nghĩ là ít nhất là nó cũng không có, nếu nó chưa sáng nó cũng không tối tăm quá. Như vậy thì là thường thường ông khuyên những vị đó như thế nào? Dạ, thì cũng như vừa thưa với thầy đó, là cái ý tưởng mình nói là mình cắt cái gì đi thì nó nhanh lắm, nhưng mà mình tưởng như vậy thôi chứ nó không phải như vậy. Thành ra nếu mà mình thực sự mình muốn ngồi xuống là mình giải quyết một vấn đề cho nó có tính cách lâu dài và nó không làm tổn thương đến nhiều người và cái chính mình nữa, thì có một cái giải pháp khác. Nhưng mà mình phải ngồi xuống, mình phải tĩnh lặng, mình phải bỏ bớt cái ngã mình đi, mình bỏ bớt cái sân si đi. Bởi vì, thưa thầy, chúng tôi thiết nghĩ là trong một cái cuộc sống này đó, cái cuộc cách mạng mà đẹp nhất, mà tốt nhất, mà thành công nhất đó, đấy, cuộc giải phóng con người ra khỏi cái thất tình lục dục của mình. Khi mà ra khỏi cái emotion rồi, thưa thầy, mình thấy mình tự do lắm. Và cái tự do đó nó cho mình có những cái tầng cao để mình bay lên, để mình thưởng thức những cái đẹp, và mình có thể mình chia sẻ với người khác. Mình muốn rủ mọi người đến với mình, bởi vì cái cõi đó nó đẹp quá, nó bình an quá, nó dễ chịu quá. Mọi người sống với nhau rất là hài hòa, rất là thân thiện. Mình cùng nhau mình làm cái việc gì chung, cùng nhau mình tiến bước đến một cái mục đích nào đó, hay là cùng cái hướng thượng như thầy nói, nó trong tầm tay mình, tại sao mình không làm? Chỉ có vấn đề là mình quên bớt cái tự ngã của mình đi. Thế thầy, cái tự ngã nó chẳng là cái gì hết á. Trong 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 cái nhà Phật hay là đúng ra trong triết lý mà thầy đã thường dạy đó, là gọi là mình gọi là cái tâm thức vị ngã. Cái tâm thức vị ngã đó là cái tâm thức mà nó thấp, Tập trung vào mình á. Tập trung vào mình phải không ạ? Vị ngã tức là ích kỷ đó. Tập nhưng mà trung vào nhưng mà cái mình vị ngã là mình á. cái chữ cái chứ không phải cái chữ của nó là egocentrism. Selfish. Egocentric là nó lúc nào nó nghĩ về mình đó. Thì cái tâm thức vị ngã đó đó là vì có tâm thức vị ngã, hai người lấy nhau mà cãi lộn nhau, đụng nhau là bởi vì mỗi người đều Thì nghĩ đúng rồi, về bênh họ vực cái nhiều tôi hơn. của mình. Bên vực cái tôi, họ thấy tôi chứ họ không thấy cái bên kia. Cho nên hai cái đó đụng độ với nhau. Thì thường thường là thầy cũng có khuyên ly dị, nhưng mà có liệu có lúc thầy sẽ khuyên ly dị là qua thử cái tình trạng như thế nào. Tại vì cái nhà nhiều khi cái nhà nó dột quá rồi mà nó hư quá nát rồi, thôi mình xây cái mới cho rồi. Với điều kiện là mình phải xây cái mới được, với điều kiện là mình phải xây cái Thành mới được. ra nó cũng tùy trường hợp, nhưng mà thầy thấy là cái sự sáng suốt của mình chính là mình phải ra khỏi cái tâm thức vị ngã thì mình mới thấy được. Dạ, thưa đúng. Chứ còn không là mình kẹt cái tâm thức mà trên tâm thức vị ngã gọi là tâm thức vị tha, altruistic. Dạ. Rồi trên cái tâm thức vị tha thì gọi là cái tâm thức vô ngã. Rồi trên cái tâm thức vô ngã là còn cái tâm thức gọi là tâm thức bất nhị, là cái tâm thức mà cuối cùng cả, hay là một là cái chân tâm là cái non-duality, non-dualism. Tức là nó có từ Thế thầy, mình có phải vị đi qua ngã. cái đại ngã rồi mới đến vô ngã không? Không phải. Cái đại ngã là cái danh từ của người trong Ấn Độ giáo họ dùng. Mình không gọi là đại ngã mà mình gọi là cái tinh thần vị tha. Rồi vị tha rồi mình tới vô ngã. Rồi vô ngã rồi mình tới bất nhị. Bất nhị là cái chữ dùng ngài Huệ Năng anh dùng nói là cái đó là cái chân tâm. Thế nên trong trường hợp mà O vừa nói đấy là rất là hay, là O nói ok thì có nhiều cách nhìn mà mình không phải là một cách nhìn duy nhất thôi, và mình thấy là nhiều khi là nó cái sự đụng độ đó là cái căn nguyên đó, thì theo như Phật giáo của mình nói thì đó là cái vị ngã. Thế nên thầy đã đang đoán là những cách mà O viết đó là O làm sao cho người ta ra khỏi cái sự vị ngã ích kỷ, đúng không? Đấy. Mà thưa thầy, khi mà Đấy. mình sống chan hòa được đó, như là Trịnh Công Sơn, thầy có nghe nhạc của ông ấy, là thấy trong ta hiện bóng con người. Người Mỹ thì họ nói là mình đi trong chiếc giày của người khác. Thưa thầy, làm được cái việc đó rồi thì tôi nghĩ là mọi cái sự bất hòa, sự bất đồng, những cái đó nó không có, bởi vì cái sự Bớt thương đi cảm, nhiều lắm, cái nó sự thông thương cảm. cảm mà, thưa thầy. Ví dụ như là người chồng đi chơi về khuya muộn, thấy người vợ giấu nước mắt, rồi thì buồn bã, thì mình đặt mình vào cái địa vị của người vợ, thì mình thấy ngay là mình không nên làm cái việc mình đang làm.
Hay là một người vợ mà nếu có vì cái sự giận dữ mà nói cái nặng lời với người chồng, thì mình đặt địa vị mình, nếu là mình là cái người chồng mà nghe người vợ nói một cái lời nói mà nó cạn tàu ráo máng như vậy, thì mình nghĩ thế nào? Thành ra mình cũng phải sợ, mình không có làm, không có nói. Thành ra khi mà mình làm cái gì, mình đặt mình vào cái người đó trước. Ngay cả trước khi mình nói đó, mình đã thấy mình trong người đó rồi, người đó trong mình rồi. Thế thì chắc là cái đó nó giúp cho nhiều lắm. Đương nhiên, cái đó là cái mà cái trọng tâm của cái tâm thức mà gọi là cái tâm thức mà vị tha đó. Vị tha là vì người khác, mà vì người khác thì mình phải đặt mình trong cái vai trò người đó. Đổi cái vai trò. Thì thật sự ra là o biết đó. Cái điều mà chắc là các bạn cũng đang theo dõi đó, cái chuyện mà quan trọng nhất là cái ông hồi xưa có cái ông tên là ông psychologist đó, ông tên là Jean Piaget đó. Ông đó là ông mình gọi là cognitive scientist, ông chuyên về cái sự suy nghĩ, về cái sự cách mà mình sự phát triển sự suy nghĩ của mình. Thì ông nói rất rõ ràng là mình phải có một cái lúc nào đó mình đổi được cái nhìn của mình. Mình role cái mình gọi là cái role, tức là cái vai trò mình đổi ra được đó. Thì nếu mà vai trò không đổi ra được thì mình không cách gì mình thay đổi cuộc đời của mình được cả. Đúng. Và cái đó có nghĩa rằng là O đã thay đổi được cái vai trò của O. Cho nên O bắt đầu thấy được cái khổ của người ta. Dạ. Tại nhiều không thì O kẹt trong đời, O làm sao O thấy được. Tại nên O phải đổi cái vai trò của O đó. Có lẽ là cái cách mà chúng tôi nhận được cái, có được cái nhận thức như vậy đó là vì mình thấy cái thân phận con người giống nhau. Không, nhưng mà O phải có những cái đau khổ. O mới ra khỏi cái đau khổ mới thấy được. Thưa thầy, đầu tiên là có những sự đau khổ, nhưng đó mà cái ra. Mà cái lực cuối cùng nó đẩy mình đi tới luôn đó, là mình thấy xung quanh mình đấy, con người thì ai cũng khổ hết, ai cũng chết, ai cũng đau, ai cũng ghen tuông, ai cũng giận hờn, ai cũng mất mát, ai cũng có những cái bi kịch giống nhau hết á. Thì tại sao mình còn làm khổ nhau thêm vậy? Đó ra. Không nên nữa, ngưng lại đó, để mà san sẻ bớt, để mà chia sẻ bớt. Và nếu mà mình nhìn được như vậy thì không biết có phải chữ compassion mà thầy hay dùng hay không, nhưng mà chắc là cái đó là mình có cái sự thương cảm từ mình mà ra, đồng cảm, xét từ mình mà ra, rồi mình thấy mình thương cái người trước mặt. Rất hay, cái đồng cảm đó là cái bước đầu để cho mình bắt đầu mình mở ra. Thì hồi xưa Đức Phật cũng vậy, ngài mà ngài bỏ đi là bởi vì ngài đồng cảm với nỗi khổ của nhiều người. Cho nên khi lúc mà ngài mà cắt tóc, ngài nói là ta đi là không phải là vì cho ta mà vì cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp, thì các bác các còn lại đã theo dõi câu chuyện tâm linh này, bảo bắt đầu thấy đấy là cái sự chuyển hóa của O. Bùi Bích Hà này là O đã phải có cái chuyện mình chưa có đào ra là những cái đau khổ nào đó để mà O thấy được cái đồng cảm đó. Tại vì tự nhiên lại mình thấy mình đồng cảm nó còn một cái mức độ nào đó rồi ấy, thì mình mới bắt đầu mình cảm được cái đau khổ tất cả những người khác. Cái nếu mà không thương người ta sẽ, người ta đau khổ người ta chỉ muốn hết khổ thôi. Đó là cái chuyện đầu tiên, là cái đó là cái giá trị tâm linh nó phải có chỗ nào đó đó để mà mình mở ra, mà cái chỗ giá trị chỗ nào đó mình không thể tìm nó được các bạn. Có người mình, mỗi người đó là có những đau khổ, nhưng có những người đau khổ họ đóng lại. Thì cho thí dụ là có người họ chết đứa con, họ chết đứa con rồi tâm họ đóng lại, họ không muốn đi chơi với ai cả, họ không muốn nói chuyện với người nào khác cả. Họ thấy ai mà có con đó thì lòng họ đóng lại, có cái hồi hay là có một cái buổi chơi nào có lẽ là cảm thấy thua kém. Không phải thua kém, là một cái mặc cảm mà mình gọi là bất hạnh, không may, tủi thân, thua kém. Hoặc là mình có cái chữ gọi là cái mặc cảm, có cái mặc cảm nó đóng mình lại, đóng cửa mình lại. Nhưng mà O có thể cảm thông được những cái chuyện đó, và O viết về những cái chuyện đó, O giải tỏa được. Nhưng mà đồng thời O chỉ cho người ta làm sao mà người ta có thể leo ra khỏi cái hầm hổ mà đen tối của mình. Đúng không? Thầy nói về đúng không? Thưa thầy đúng. Right, thưa rồi. Thầy, chúng tôi cũng mất một cháu đấy. Cho đi vượt biên là cháu mất năm 16 tuổi. Thành ra khi mà cháu mất xong rồi thì cái này phải thú thật với thầy là ngay từ lúc mà chúng tôi khôn lớn đó, thì trong gia đình thì gia đình Phật giáo. Nhưng mà bố tôi đặc biệt là cụ không có đi chùa. Mặc dầu là rằm mùng 1 thì đều có thắp nhang ở ngoài trời. Bình thường vô cùng. Đó là gia đình. Và những ngày lễ Tết thì vẫn bảo con cái mang tiền lên chùa để cúng dường. Nhưng mà bản thân ông cụ được không đi chùa. Nhưng mà mẹ tôi là cái người không có trình độ về trí thức bao nhiêu. Cho nên là bà cũng tin theo cái kiểu như là mình tin cái đấng ở bên trên cao. Mà có thể là ban sự bình an, ban phước đức cho mình đại khái như vậy. Thành ra thế thầy cũng thâm nhiễm một phần nào cái phần mà cái ý thiện ở trong cái vấn đề mà đức tin và tôn giáo đó. Thành thưa thầy, khi mà tôi mất cháu đó, thưa thầy chưa, lúc mà tôi sinh cháu đó, thì khi cháu nó còn mang sữa, nó yếu ớt lắm, thì về tôi bắt đầu biết sợ.
sợ một cái gì đó nó xảy đến cho mình, nó không may. Thành tôi bắt đầu niệm Phật. Dạ. Rồi sao nữa? Niệm Phật rồi sao nữa? Thành thưa thầy, cứ mỗi tối như vậy tôi niệm 400 câu chú. Thì sau đó thưa thầy, khi mà cháu mất á, thì tôi mất cái niềm tin. Tôi không có đọc niệm Phật nữa. Đồng lại. Dạ. Thì thưa các bạn anh chị, rất tiếc là chúng ta không còn đủ giờ nữa, nhưng mà cái câu chuyện rất là hay, là câu chuyện cho thấy là cái con đường tâm linh là con đường mà như là các bạn đã lắng nghe, là con đường mình đồng cảm và thông cảm, mình cảm thông về cái nỗi khổ và mình ra khỏi cái nỗi khổ đã, bằng cách là mình có cái sự sáng suốt. Và cái sự sáng suốt đó không có gì hơn là cái sự mà mình ra khỏi cái tâm thức vi ngã của mình. Đó là cái kết luận rất quan trọng. Và có lẽ là các bạn có thể theo dõi những cái bài báo, bài viết của O Bích Hà này, để mình càng thấy thêm nữa là những cái nguồn sáng tác nó nằm ở chỗ nào. Chính là ở cái chỗ là cái tâm thức rời khỏi cái sự ích kỷ, rời khỏi cái tâm thức vi ngã đó, mà bây giờ hướng tới cái tâm thức vị tha mở ra. Thành ra thầy xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mình hẹn các bạn ra trong một lần khác để mà mình tiếp tục đối thoại tâm linh. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn O Bích Hà. Dạ, thưa cảm ơn thầy rất là nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.